Ở một đời này, tất cả những người nào, Kiệt không phải nói cái này nói thật chứ không phải nói, gặp được Kiệt thì là trên mấy chục nghìn năm Kiệt mới về trái đất này một lần, gán gặp. Tại vì tam thiên đại thiên thế giới, đi hết hành tinh này tới đi hành tinh nọ, mà huống chi hôm nay làm đầu thai làm người Việt nữa. Kiệt xuất hiện là một điều lạ, cũng giống như thế giới về đang thay đổi mọi nơi mọi chỗ, cả đời sống trong gia đình mình cũng thay đổi, là cũng là điều lạ. Cho nên cha mẹ và các chư Phật á, muốn đánh thức lại tất cả mọi người là có Phật thánh tiên mang sắc phàm thiệt đó, thì không phải người thường. Người thường không có sống nổi tới ngày hôm nay đám thổ tả ở vùng này đâu. Người thường á, là ta biết xài tiền. Còn này mình người ngốc, người điên, điên cho nên không biết xài tiền. Có nhiều tiền nó đem ra mua đất với xây tượng, xây chùa rồi cho không à. Đâu phải người thường. Tham sân si là mình không có rồi. Tham là không có tham nè. Sân cũng không có, nó sân là đi kiếm chuyện ta nghe chứ không phải là loại sân nhẹ nhẹ để mà stop mấy cái đó. Si mê là không có. Hề vậy đó. Đây á, là có, tại vì cái dấu thiên tâm này á, hôm nay mình nói lại, nó có từ thời của Bác Thọ đang ngồi đây nè, quay Bác Thọ nè. Năm 1000 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, miền Bắc nước Việt.